Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 11, 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay gồm có: Phần 1 là chào Washington với buổi phỏng vấn nhạc sĩ Măng Cầm, Tạ Anh Siêu, đến từ Louisiana. Trong phần 2, thể thao yêu cầu một số khán giả SBTN tại địa phương nhân dịp tưởng niệm lần thứ 54 cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi cho phát lại cuộc phỏng vấn ông Trần Phong Vũ về cuốn sách Le Republique du Vietnam, Elle Ngô Đình của ông Ngô Đình Quỳnh và cô Ngô Đình Lệ Quyên, thứ nam và thứ nữ ông bà Ngô Đình Nhu, phát hành tại Pháp năm 2010. Nội dung cuộc phỏng vấn gồm 4 phần. Phần 1, nội dung và bối cảnh ra đời của cuốn sách. Phần 2, hồi ký của ông Ngô Đình Nhu, Le Cahier Blanc in trong sách. Phần 3, về ba lá thư viết tay của ông Ngô Đình Nhu có in trong sách. Các bản chính vẫn còn lưu trữ tại École de Charles, Pháp. Phần 4, nhận định của ông Trần Phong Vũ sau khi đọc xong cuốn sách này. Để mở đầu chương trình, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình Chào Washington với Thanh Trúc. Nhạc phẩm Storm của Vivaldi với tiếng đàn điêu luyện, tiếng đàn Măng Cầm của nhạc sĩ Tạ Anh Siêu, và ông đã tự soạn để mà chuyển qua với cái đàn mandolin này. Thưa Thanh Trúc biết là khi mà đàn như thế đó thì người nhạc sĩ vẫn phải lắng động cái lòng mình. Đúng để rồi. Mà rung động theo cái âm thanh. Yeah. Có lẽ cái bài Storm hay là những nhạc phẩm của Vivaldi nói riêng đó đã làm cho ông cảm thấy cảm xúc và khiến cho mình phải cầm cái đàn mandolin lên mà khẩy những cái âm thanh tuyệt vời như thế, có phải không ạ? Dạ, thưa phải. Dạ. Thanh Trúc có thể nào mạn phép để mượn cái đàn mandolin của ông Tạ Anh Siêu một tí được không ạ? Vâng. Thưa, bởi vì khi Thanh Trúc quan sát đó, kính thưa quý vị, Thanh Trúc thấy cái đàn mandolin như Thanh Trúc nói, nó gần gũi với người đàn bởi vì nó nhỏ nhắn. Và cái thùng đàn của nó đối với Thanh Trúc cũng rất là đặc biệt. Và cái đàn này có lẽ là xưa lắm rồi, cho nên Thanh Trúc xin mạn phép để việc hỏi nhạc sĩ Tạ Anh Siêu là cái đàn này có thể là lâu lắm, xưa lắm rồi đó. Phải nói là giảm tuổi đời của nó có thể là 100 năm chăng? Thường thường Việt Nam mình á, đóng cái đàn á, là cái chỗ này nó dẹp thôi. Dạ. Nhưng mà cái đây nó phát xuất từ Ý. Là đặc biệt người Ý người ta làm cái đàn này nó gọi là bô bạch, tức là ở phía sau của nó là cái tô. Thành ra cái bầu nó bự ở trong này, sự cộng hưởng của dây đờn nghe rất là vang. Thành ra cái giá trị của nó là ở chỗ đó. Nhưng mà cái đờn này làm rất là công phu, là gì đó, người ta phải ráp từng miếng này nè. Dạ vâng, dạ. Để cho mọi người thấy là nó được ráp từng miếng như thế này. Dạ vâng. Dạ. Dạ, và làm sao mà ông có được cái đàn này? Dạ thưa, đây cũng là một cái duyên. Trước khi á, khi mà mình đi vào cái đờn nhạc cổ điển Tây Phương, tức là nhạc classic đó, cái đờn điện nó không có tác dụng với cái nhạc đó. Yeah. Bởi vì cái nhạc đó là một cái loại nhạc xưa, nó cần những cái đờn như thế này. Mà tôi rất là mơ ước là được một cái đờn nhạc cổ điển có giá trị. Nhưng mà sự thật ra thì ở Mỹ khó kiếm lắm. Và tình cờ hôm nọ tôi đi tiệm nhạc ở chỗ tôi ở rất là xa, một cái vùng xa xôi, tiệm nhạc Guitar Center rất là nhỏ. Nhưng mà khi tôi bước vô tôi thấy cái đờn này nó cũ lắm rồi mà. Ông dây... nói như vậy có phải là cái khu Lafayette? Lafayette, dạ, ở tôi ở chỗ ở Louisiana, ông dạ. Ở, dạ. Thành ra khi mà tôi bước vô tôi thấy cái đờn nó cũ mà dây nó đâu có được gì, nó còn 7 dây mà nó xét hết rồi. Dạ. Nhưng mà tôi biết cái giá trị của nó thì tôi hỏi thì ở tiệm nó nói cái đờn này là 250. Tôi mua liền, tôi không có suy nghĩ, không có lựa được, không có cần lựa. Là khi mình lên YouTube, mình lên mạng, mình coi cái style này á. Dạ. Cái kiểu này là nó làm ra năm 1916, năm nay là 2017 thì nó đã 101 năm.
101 tuổi. Thì dạ, cây đàn này mình nói như vậy nó cũng có cái chứng minh của nó là cái vỏ của nó đó. Dạ, đây, là cái vỏ đàn. Của nó dạ, là người ta xách mà đến độ nó mòn, đến là cái da này gọi là da thuộc vào thời xưa. Dạ, đúng rồi, thưa quý vị, nó đã bong ra hết những cái đường như thế này, chứng tỏ là nó rất là cũ, nó có một cái giá trị về lịch sử và thời gian nữa. Cái điều này làm cho Thanh Trúc kính thưa quý vị liên tưởng đến cái hay ở trong nghệ thuật. Nhất là nói về âm nhạc nói riêng đó thì một cái gì đó nó mầu nhiệm, nó nối kết lại với nhau là sự tình cờ, ông nói là tình cờ, nhưng mà đối với Thanh Trúc không tình cờ, không ngẫu nhiên, mà đôi khi nó cũng có một cái chút gì định mệnh trong đó. Một nhạc sĩ về đàn mandolin, bỗng dưng một hôm bắt gặp được một cái cây đàn mandolin mà cho đến bây giờ là nó 101 tuổi, và nội cái thùng đàn không đó nó cũng đã chứng tỏ được cái tuổi đời của một cái cây đàn mà mình có thể gọi như là một ông cụ. Thưa, cái tiếng đàn mandolin này nó thánh thoát, nó ngân vang, nó nhí nhảnh, nó dễ thương, nó dễ lôi cuốn những cái lớp thanh niên, những lớp trẻ. Tại Thanh Trúc nhớ là hình như là hồi xưa rất là nhiều thanh niên cũng say mê cái đàn mandolin này. Khi mà tập hợp lại với nhau trong một cái buổi, thí dụ như một buổi cắm trại hay là một buổi tập hợp nào với nhau, lớp trẻ mà có một người biết đàn mandolin thì lôi kéo mọi người lại và người ta cùng ca hát với nhau, người ta cùng nhảy nhót với nhau, có phải không ạ? Như vậy thì ông đã đào tạo được bao nhiêu người đàn mandolin khi mà ông qua Mỹ này và ông về cái vùng Louisiana? Chị hỏi cái đó tôi rất là cảm động với câu hỏi đó, là vì tới với cái tuổi đời mình hiện tại chắc cũng không còn được bao lâu nữa. Nhưng mà khoảng một thời gian là gần 50 năm tôi dạy âm nhạc, chưa có một người nào học mandolin hết á. Có vài ba người học chơi chơi chút rồi bỏ, chắc có lẽ là vì hoàn cảnh hay là gì đó, nên tôi rất là khoác khoải á. Khi mà mình nghĩ tới mình rất là băn khoăn, mà khi càng băn khoăn tôi càng có trách nhiệm với cái đợt này trước khi mình ra đi. Mình phải làm gì, cái gì mình để lại cho đời sau á. Đó là cái tình cảm của mình đối với người Việt Nam mà đối với con người. Thưa nhạc sĩ Tạ Anh Siêu, một câu hỏi nữa Thanh Trúc muốn hỏi ông là có người thì phần đông, rất là nhiều người thích đi học cây đàn, thích đi học đàn tây ban cầm, đàn guitar đó thưa quý vị. Rồi có người đi học đàn dương cầm, piano, hay là đàn violin, vĩ cầm. Thế nhưng mà riêng ông đó, như ông có trình bày đó là cái số người mà đi tìm học cái đàn mandolin thì không nhiều bằng những cái đàn kia. Vì sao ông lại có vẻ như là gắn bó với cái đàn mandolin và ông thích đàn mandolin, ông yêu thương nó, thưa ông? Chị hỏi câu đó rất là đúng với cái tâm lý của tôi và cái sự suy nghĩ rất là khoác khoải. Khi mà tôi nghĩ đến cái đó, đó thì tôi có cảm thấy như mình không có thể xa rời cái đợt này được, là vì cái trách nhiệm của mình càng ngày càng nhiều hơn trước khi mình không còn ở đây nữa. Đó, những cái gì mình làm được ngày hôm nay, cố gắng làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, để cho đời sau là những cái vốn, những cái tài liệu cho đời sau. Thành ra người ta nghĩ rằng cái đợt này rất là khó, mà khó thiệt. Nếu mà thí dụ như trường hợp như tôi bây giờ, tôi đờn tuy rằng nói như vậy nhưng mà tôi bỏ chừng một tuần lễ nửa tháng tôi không có thể trình diễn được. Hằng ngày không có làm gì cũng bỏ nửa tiếng, một tiếng, hai ba tiếng đồng hồ, tùy theo thời gian nhiều hay là ít. Tức là văn ôn võ luyện. Mà phải kiên nhẫn, tức là không có chán. Nhưng mà về cái cá tánh của tôi càng đờn tôi càng thấy thích. Khi tôi cầm cái đờn lên tôi thấy cuộc đời mình hạnh phúc hơn là bình thường mình ngồi mình coi tivi. Đó, thành ra cho nên cũng không biết tại sao, có thể Thượng Đế bắt tôi làm cái đó. Mà cái đó tôi rất là vui, là nhận những cái công tác đó cho con người. Dạ, và ông có ước ao là ông sẽ đào tạo được thêm những người yêu thương cây đàn mang cầm này và sẽ trình diễn nó cũng điêu luyện như ông? Dạ, lúc nào cũng vậy hết. Dạ. Lúc nào tôi cũng có cái mơ ước đó hết. Thanh Trúc biết là với cái đàn mandolin này, từ cái bài Granada ông đã đàn được nổi tiếng khắp thế giới, và với những nhạc phẩm khác nói chung, rồi đến những nhạc phẩm của Vivaldi, cũng là một gọi là những dòng nhạc của Vivaldi, nhà soạn nhạc cổ điển, và cho tới bây giờ thì làm nhạc đương đại đó, thì đối với nhạc Việt Nam chắc thể nào nhạc sĩ Tạ Anh Siêu cũng muốn đàn, thể hiện nó trên cái đàn mandolin. Ông có thể trình bày cho Thanh Trúc biết những bản nhạc nào mà ông thích đàn trên mandolin nhạc Việt Nam? Dạ, chị hỏi cái đó rất là đúng. Là vì mình là người Việt Nam, thì đối với tôi làm bất cứ một cái chuyện gì thì người Việt Nam đi trước, tôi đi sau. Tất cả những gì mình làm hôm nay đều cho người Việt Nam.
Thành ra về nhạc Việt Nam tôi nghiên cứu rất là nhiều, nhất là nhạc tiền chiến. Cái giá trị của nhạc tiền chiến đó là thơ và nhạc dính liền với nhau. Thành ra cái giá trị của nó rất là tốt. Nhưng mà trong cái âm nhạc Việt Nam của mình á, nó có một cái đặc biệt nhất á, là dân nhạc dân ca Việt Nam. Thì trong nhạc dân ca Việt Nam á, nó có rất nhiều, nhưng mà cái bài mà thông dụng nhất trong nhân gian Việt Nam là bài Trống Cơm. Cái bài Trống Cơm á, là nó chỉ diễn tả mấy đứa nhỏ nó có cái trống nhỏ nhỏ đánh nó vui thôi chứ không có gì. Nhưng mà cái nhạc nó rất là phong phú. Thì nhạc sĩ Việt Nam mình á, có mấy anh nhạc sĩ guitar đó thì cũng có soạn riêng cho guitar, thì đánh vừa đánh trống, có thể đánh trên cái thùng bằng tiếng trống hay là vừa đánh vừa đệm. Còn mandolin á, thì cái thùng nó nhỏ quá, tôi không có thể tôi đánh bùm bùm trên tiếng trống được, cho nên tôi mượn cái tiếng đờn trầm này đó để mà tôi làm tiếng trống. Thì á, nó có một cái đặc biệt á, đây là không có nằm trong method của mandolin. Mà cái này là cái sự sáng tạo của mình với chị Thanh Trúc cũng biết, ở trên đời này mình làm cái gì nếu mà có sự sáng tạo mới là tiến bộ. Đó, thì cái điều đó là cái quy luật của mình. Cho nên cái chiều hướng của tôi đi là tôi cố gắng tôi tìm những cái sáng tạo cho cái đờn mandolin. Thì đây là một cái bài biểu tượng mà tôi soạn lại riêng cho mandolin. Cũng đờn giống như mấy anh guitar, nhưng mà vừa đờn vừa đệm. Nhưng mà mandolin chỉ biết nó là đơn âm. Thí dụ như đờn gì, nếu mà mình đệm lấy đâu mà đệm. Thành ra tôi phải mượn của guitar. Thí dụ như đó, có hai phần đàng hoàng thì nó cũng diễn tả được cái bài Trống Cơm, tức là có tiếng trống đệm theo cái có tiếng cái hát. Âm hưởng của tiếng trống ở trong đó. Vâng, bây giờ thì Thanh Trúc lại một lần nữa mời nhạc sĩ Tạ Anh Siêu với Trống Cơm, là một bản dân ca Việt Nam mà từ trẻ đến già ai cũng phải biết. Vâng, xin mời. Quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.